Chào mừng các em đến với trang lời giải 2.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi trong mục 3 những thành tựu văn hóa tiêu biểu ở trang 60 sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 6 bộ sách Chân trời sáng tạo nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên ở mục 3 như sau. Câu hỏi số 1. Hãy trình bày một thành tựu của người La Mã mà em ấn tượng nhất và lý giải cho sự lựa chọn đó. Các em đã nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này chưa nào? Cô gợi ý chúng ta phương pháp giải nhé. Các em hãy quan sát hình ảnh và liên hệ thực tế để từ đó lựa chọn tìm hiểu cho mình một thành tựu của người La Mã mà các bạn cảm thấy ấn tượng, đồng thời tìm hiểu những lý do để lý giải cho sự lựa chọn ấy nhé. Thông qua quan sát những hình ảnh liên hệ thực tế từ trong sách giáo khoa mục 3 La Mã trang 60, chúng ta có thể lựa chọn một thành tựu của người La Mã cổ đại. Đó chính là chữ Latin. Chữ Latin là hệ thống chữ ra đời trên cơ sở tiếp thu chữ cái của người Hy Lạp. Nó bao gồm 26 chữ cái và là nền tảng cho hơn 200 ngôn ngữ và chữ viết hiện nay. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 2 ở mục 3 như sau. Câu hỏi 2. Dựa vào bảng 11.5, em hãy sử dụng chữ số La Mã để thực hiện phép tính sau. 350 cộng 270. Từ đó, em có nhận xét gì về việc dùng số La Mã để tính toán? Các em đã nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này chưa nào? Cô gợi ý chúng ta phương pháp giải nhé. Các em hãy dựa vào bảng 11.5 có trong sách giáo khoa ở trang số 60. Thông qua nghiên cứu bảng 11.5 trong mục 3 La Mã sách giáo khoa trang số 60, chúng ta trình bày được phép tính 350 cộng 270 được viết như sau. Đây chính là các ký hiệu lấy từ bảng 11.5 có trong mục 3 La Mã ở sách giáo khoa trang số 60. Như vậy, chúng ta có thể nhận định được rằng việc dùng chữ Latin để tính toán sẽ rắc rối hơn đối với những phép tính lớn hơn. Chính vì thế, những chữ số thường vẫn được sử dụng phổ biến và thông dụng đối với tất cả các quốc gia. Như vậy, cô và các em đã vừa cùng với nhau trả lời các câu hỏi trong mục 3 những thành tựu văn hóa tiêu biểu của La Mã cổ đại ở trang 60 sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 6 bộ sách Chân trời sáng tạo. Kết thúc nội dung phần 3, các em cần trình bày được một thành tựu của người La Mã mà các em cảm thấy ấn tượng nhất, đồng thời đưa ra được những lý do để lý giải cho sự lựa chọn đó. Từ đó, chúng ta nhận xét về việc sử dụng chữ số của La Mã để có thể tính toán. Các em hãy truy cập vào trang lời giải 2.com để xem chi tiết các bài giảng khác nữa nhé. Chúc các em học tốt, hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo.